con gái 40 tuổi mà răng còn không đẹp bằng mẹ 70 cô chú ơi. Mặc dù có tuổi rồi nhưng mẹ con vẫn thường được khen là có khuôn mặt trẻ trung, thanh tú. Nhiều chú còn trêu mẹ con là minh tinh điện ảnh nữa nhờ có hàm răng trắng sáng như Ngọc Trinh. Tất cả đều có bí quyết cả đó cô chú ơi. Đều nhờ hàm răng mới này đấy ạ. Không giấu gì mọi người, ban đầu răng của mẹ con cũng hỏng hết thế này. Nhìn vậy thôi chứ tất cả đều là răng giả bị lung lay hết ạ. Sau khi bác sĩ công tại nha khoa Singa thăm khám thì quyết định nhổ hết để trồng kim len. Thì đây mẹ con móm mém thế này cơ mà. Nhưng mà thời khắc lịch sử là đây ạ. Sau khi mẹ con được phục hình răng sứ, khuôn mặt mẹ đã đầy đặn hơn, nụ cười cũng vì thế mà tươi tắn hơn. Mà không chỉ đẹp không thôi đâu ạ, với hàm răng này mẹ con còn ăn được cả kẹo lạc cơ. Cô chú nhìn có mê không? Chứ con là con mê lắm. Nhìn mẹ thế này thì cảm thấy khoản tiền mình bỏ ra biếu mẹ hàm răng này quả thực xứng đáng. Hiện tại ở nha khoa Singa chương trình khuyến mãi hấp dẫn, nên là cô chú nào đang bị mất răng thì đến Singa ngay nhé. Tặng răng sứ trị giá 3 triệu đồng, hỗ trợ xe đưa đón tận nhà. Những tượng đài trồng răng implant thành công tại Singa. Cụ Duẫn 89 tuổi, người cao tuổi nhất Việt Nam trồng thành công 2 implant, ăn nhai ngon lành, sống vui khỏe cùng con cháu. Ông Bính 78 tuổi, mắc ung thư phổi, trồng thành công 4 implant, ăn ổi, nhai xương gà dễ dàng. Chú Lộc 71 tuổi, trồng thành công 8 implant, chú cắn kẹo lạc, bánh gạo giòn tan. Chú Sơn 61 tuổi, Việt Kiều Đức, tiểu đường 8 chấm, huyết áp cao, hút thuốc lá 1 bao một ngày, trồng thành công 6 implant, cắn táo giòn tan. Cô Thảo 59 tuổi, trồng thành công 5 implant, ăn bánh chưng cắn hồng ngon lành. Chu Hóa 75 tuổi, trồng thành công 4 implant, ăn mít sấy, kẹo dẻo dễ dàng. Mời các cô chú để lại số điện thoại hoặc gọi 0911 549999 để nhận ưu đãi tới 15%. Nha khoa Singa, thương hiệu trồng răng implant số 1 tại Việt Nam.